Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại trở lại với vườn cảnh anh Nguyễn Trường. Và cái thời gian trước khi tôi làm chương trình cho anh cách đây khoảng 2 năm thì anh rất nhiều chòi mòi. Cho nên tôi cũng gắn cho anh cái tên gọi là anh Trường Chòi Mòi. Địa chỉ tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và cuốn video này cũng không khác gì hơn ngoài những cây chòi mòi. Tôi thấy anh có một cây tầm nhỏ, một người bê, đặt bàn trà cũng được. Nhưng mà rất đặc biệt bởi vì những cái chùm quả. Đấy. Cái cây nhà tôi nó cũng ra như thế này nhưng mà tôi bấm bớt một chút lá đi cái nhìn nó lại càng nổi lên. Nhưng đây là anh ấy không bấm vì anh nói là để cho khách chơi thì thôi, khách đem về chơi thì bấm thế nào thì bấm. Đấy. Tỉa bớt một số những cái lá đi nó phô ra đẹp lắm. Cây này để mặt bàn là vừa đẹp. Đấy. Cây này thì có gồm có một gốc, hai gốc, ba gốc này. Đấy. Đây là gốc thứ nhất trên một chậu nhá. 2 này, 3 này. Đấy, có thể gọi là quần thụ chòi mòi. Thế thì cái chùm chín nhất và dài nhất là ở cái gốc thứ nhất. Sau đến gốc thứ hai thì cũng có những quả nhưng mà xanh hơn. Và gốc thứ ba cũng vậy. Cho nên là cái thời gian chơi trong một cái quần thụ chòi mòi này được kéo dài rất nhiều thời gian. Đấy, đây, chúng ta nhìn soi có vẻ hấp dẫn không? Quá là tuyệt vời. Cây này không phải đo gì anh ạ. Anh nếu anh bê được thì nó hấp dẫn. Tôi chụp cho anh kiểu anh. Có bê được không? Bê một người nhẹ nhàng. Đấy, anh đứng chéo ra này, đứng chéo. Thế để cho nó khỏi nữa. Không, đứng bên này. Đổi tay. Đẹp quá. Đấy, được rồi. Thế này mới có phải đẹp không? Tôi chụp nhá. Xong rồi. Cây này khoảng bao tiền anh? Cây này cháu giao lưu với giá là 3 triệu. 3 triệu. Rất tuyệt vời đấy. Giá chưa bao gồm phí ship. Vâng, tức là báo giá của anh Trường là báo giá tại vườn nhá. Đấy, còn đây. Tất cả các phía đều như nhau. Và tôi đã chụp cái ảnh khi anh bê lên để chúng ta biết được nó cũng rất là đơn giản nhẹ nhàng. Rồi. Cây này là cây giá 3 triệu đồng. Cây này là cây khai thác đúng không ạ? Cái cụm này là nguyên bản của nó chứ không phải là mình ghép bốn cây với nhau đâu. Tức là trong một thân á? Không phải trong một thân nhưng mà nó là nguyên cả cụm như này. Được rồi. Khai thác được rồi. Tức là dưới bệ là nó liền nhau à? Cái này cháu chưa bới nhưng mà không, chắc là không liền, nó là ba cây khác nhau trồng chung một chậu. Mình cứ nói thế cho nó cụ thể hơn. Đấy là cây thứ nhất này. Và các bác mà yêu thích những cây chòi mòi của vườn anh Trường thì chúng ta đến với anh Trường qua số điện thoại 0899 129 666. Địa chỉ Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Và đây là một cái cây chòi mòi nữa. Đấy, tôi sẽ giới thiệu tiếp luôn. Cây chòi mòi thì cũng rất là sai quả. Nhưng cây chòi mòi này thì lá nó lại dài. Và nó buông xuống như là lá liễu, như cây liễu. Hay quá đấy. Đây, các bạn nhìn nhé. Cái này mà trồng ở hồ cá, ở bờ hồ thì nó đúng là dáng liễu rủ luôn. Mà quả thì kinh khủng khiếp. Đợt trước thì cháu cũng có một cây giống như này. Đấy, video trước ấy ạ. Đấy, còn đâu cây này là một cây khác nhưng mà cái nó cùng giống ấy. Và cũng cái đây là trái non ấy chứ không phải là chín đâu ạ. Hay nhỉ. Bây giờ là cái giống chòi mòi này tôi lại thấy nó độc đáo cái chỗ là đúng như cây lá liễu thật. Mà nó dài nó mướt xuống hay. Và cây này thì bao tiền anh? Cây này cháu giao lưu với giá là 1 triệu 8. 1 triệu 800. Rồi. Còn những cây này không phải đo nhé. Không cần. Người ta so sánh được không ạ? Thế còn đây nữa. Cây này cũng là chòi mòi nhưng mà cũng rễ lá dài nhưng lại khác hẳn với cái cây lá liễu này. Cái lá này thì nó không rủ xuống. Cây này lá này là lá dài nhưng mà nó gọi là lá dí. Lá dí. Và lá siêu nhỏ. Cây này lá nhỏ. Đang có quả co lon và rất nhiều hoa. À, quả già đấy có rồi này. Vâng. Vẫn lại có cái hoa quả nhỏ này. Các cái đầu ngọn đấy, toàn hoa đấy. Đều có tất nhỉ. Được đấy. Đây là có cái đường thân nó xoắn. Đây cái này thì anh đo cái nó to to thì mình đo tí gốc lên cho nó. Đo cái thân thôi. Xem được bao nhiêu. Thân vị trí này là được 17,5. Rồi. Cây này thì bao tiền nè cháu? Cây này cháu giao lưu với giá cũng là 1 triệu 8. 1 triệu 800. Rồi, thế là ba cây chòi mòi này. Bây giờ mình đi theo hết đợt này nhá.
leo từ đây đuổi đằng kia nhá. Tiếp đến cây hải châu này, hải châu, ai giờ cái tông cao ghê nhỉ. Cây này là hải châu dòng lá mo đấy. Ừ. Dáng văn nhân. Cây này thì nó hết lứa quả rồi, xong cháu cắt giật giam xuống, xong nó lại ra mầm, nó lại ra rất nhiều hoa đấy. À, tức là nảy lộc mới là có hoa. Vâng. Đây. Thì cháu nghĩ là nó hết rồi, cháu cắt chặn để thu xuống ấy. Thì nó lại có hoa. Vâng. Đấy. Nó lên mầm ấy. Mùa này là mùa của hải châu mà. Anh đo cái thân tí. Vừa rồi tôi quay Bình Định thì hải châu nó cứ rực rỡ đây. Vành thân đây là 15 phân. 15 kéo hết chiều dài đấy là xong rồi. Chiều cao bao nhiêu? Chiều cao là 1m04 ạ. Rồi, thế thôi. Cây này bao tiền? Cây này cháu giao lưu với giá là 5 triệu. Và rồi. Tiếp đến cây đấy, trong sau lại chạy đến. Đây là nguyệt quế này. Nguyệt quế lá xoắn đấy. Lá xoắn bông chùm. Cây này thì nó cũng ra hoa liên tục, mùa này nó ra liên tục. Rồi. Rồi, cây này thì bao tiền cháu? Cây này cháu giao lưu với giá là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Và gốc to vết. Đấy 24 giờ luôn. Được rồi. 2 triệu rưỡi được rồi, rất tuyệt vời. Và chúng ta đến với một cụm rừng trà Phúc Kiến. Ôi giời, nhiều thân lắm. Cây này rất là già. Ồ, già nha. Mốc tách tất cả này. Đúng là cụm rừng, chung một gốc nhưng mà rất nhiều tay đưa lên. Và tổng thể của cái tán thì nó là tán một tán. Tán nấm. Rừng trà Phúc Kiến này thì hoa trái quanh năm. Quả đây. Đấy. Hoa này. Vẫn có hoa, vẫn có quả. Cây này tổng bóng là cũng to phết chứ. Cho cái sải tán này này. Sải tán là 85 phân ạ. Đấy, xít gần mét đấy. Chiều cao bao nhiêu? Chiều cao từ mặt chậu là 63 phân. Cây này bao tiền cháu? Cây này cháu giao lưu với giá là 8 triệu. Và rồi, 8 triệu. Tiếp đến một cây túc này. Cái túc này thì cháu mới thu bóng xuống. Bởi vì cháu thấy cái lá nó già già rồi. Cháu thu xuống để cho nó đâm lộc mới. Lấy lộc mới ra nó đỏ rực cái đấy. Vâng. Đẹp lắm. Lộc cây túc rất đẹp. Cây này, túc này thì làm chi răm cũng kỹ rồi chứ. Vâng, cây này bao tiền anh? Cây này cháu giao lưu với giá 6 triệu. Rồi, hợp lý rồi. Giá cây túc 6 triệu này. Đây là cây cẩm thị này. Ba thân này. Rồi. Cây cẩm thị này anh quàng tất cái củ dưới này. Và được 45 phân. Và bao tiền anh? Cây này cháu giao lưu với giá là 2 triệu rưỡi. Rồi, 2 triệu rưỡi. Cũng khuôn tiền thôi. Và đây tiếp một cây hải châu này. Nhìn những trái hải châu hấp dẫn quá nhỉ. Cây hải châu này thì nó có cái đặc biệt là quả chín nai dai cách đây hơn một tháng rồi. Rồi. Bây giờ vẫn còn đang chín đầy cây, là quả non rồi là hoa vẫn đang rồi, nhiều. Hoa vẫn tiếp tục rồi. Rồi những cái quả non, quả nhỏ này. Đấy, bên cạnh quả chín, quả xanh nhưng mà đều là lứa trước, bây giờ lại tiếp tục, lứa sau lại tiếp tục bên cạnh này có hoa này. Cây này cháu thấy nó đặc biệt là nó ra kế nhau phải tầm 6-7 lứa hoa rồi. Và anh đo cái thân đấy, đo vanh chỗ cái phía dưới của cái dây bảo hiểm đấy.
được 18 rưỡi ạ. Rồi. Cây này thì giao dịch giá nào anh? Cây này cháu giao dịch giá 5 triệu. Và 5 triệu đồng. Rất to. Rồi. Và đây tôi thấy anh Nguyễn Trường có một cây ổi tàu này. Đấy. Cây cũng tầm nhỏ, hai người bê nhẹ nhàng. Cây ổi này thì có cái đặc biệt là quả cháu ăn lai dai cách đây phải đến 2 tháng rồi. Rồi, vẫn còn quả đây. Vâng. Cứ thay kế nhau liên tiếp. Lại tiếp tục quả nhỏ đây. Có hoa. Đấy. Có hoa, có quả này. Rồi, cây này khoảng bao nhiêu tiền anh ơi? Cây này cháu giao lên với giá 3 triệu. Và giá 3 triệu đồng. Đấy, nó cứ đều khuôn khuôn tiền này cũng hợp lý thôi. Vâng, và chúng ta đến với anh Nguyễn Trường qua số điện thoại 0899 129 666. Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. À, tiếp tới là một cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy này là dòng da đen là lớn ạ. Và hoa rất thơm. Để cho anh đo cái cổ thân. Đo cái cổ thân. Vành thân là 42 ạ. Rồi. Chiều cao cây là 60 ạ. Chiều ngang. Chiều ngang tán là 70, 74 ạ. Rồi, giá bao nhiêu anh? Cây này cháu giao lưu với giá là 5 triệu. 5 triệu đồng. Đựng trong cái chậu tàu. Bệ đế xung quanh đẹp mà. Và các cái sẹo nó liền hết rồi đúng không ạ? Ừ. Cái mặt cắt. Rồi. Vâng. Còn đây là cây sứ này. Sứ kép. Chú cũng đến quay nhiều lần nhưng mà bây giờ cháu mới có nở. Dịp để khoe với chú. Nở ác nhỉ. Vâng. Lần trước đến nó có nở nhiều đây đâu. Vâng. Hôm nay nó nở kinh khủng khiếp nhá. Mà năm nào cũng mùa hè nó cũng nở như cái thế. Cái chùm như này với cái ác ấy. Sứ Thái mà. Vâng. Cây sứ này bao tiền anh? Cây sứ này cháu giao lên giá 2 triệu rưỡi. Rồi. Ấy, nhìn cái chùm hoa nó dã man nhỉ. Không biết nó có đỗ được lâu không? Năm nào cháu cũng chơi và nó kéo dài tầm khoảng hơn chục ngày. Được, cũng thế là được rồi. Vâng, chúng ta thấy anh ấy còn cả một cái dọc theo cái đường bờ hồ này còn nhiều lắm. Đấy. Trước kia thì không được để đây, chắc xin phép bây giờ tổ dân phố để cho phép anh ấy để ké theo này. Cũng là trang trí cái bờ hồ nó đẹp mà. Được. Có ảnh hưởng gì đâu, đường đi vẫn có, thể dục vẫn có. Cây hải châu nhỏ nhỏ đây các bác. Cây hai thân nhỏ nhỏ này. Đấy, các bác thích chơi những dòng nó mảnh mai đây. Đấy. Một gốc hai thân này. Cây này có vẻ hơi đeo dễ quá. Vâng. Cơi lên nhưng mà cơi hơi quá. Vâng. Cây này bao tiền anh? Cây này cháu giao lưu với giá 600 nghìn. 600, rất tốt. Rồi. Và đây là cây xanh này. Cây này là cây xanh Nam Điền. Cây này thì bao tiền anh ạ? Cây xanh này cháu giao giá 1 triệu rưỡi. Và 1 triệu rưỡi. Rồi. Và đây cũng lại một cây hải châu. Úi dồi, cây này nhìn thích nhỉ. Cây này nay mai nó chín thì như là quầng lửa luôn này. Rất đều quả nhé. Quả rất đều đấy. Đây. Kín cả cây mặt kia cũng thế. Bốn phía. Quả cây này bao tiền anh ạ? Cây này cháu giao lưu với giá là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi, rồi. Tay cành cũng được, phân bì bố đều. Đây, anh đo cái gốc này, cái thân. Rồi, đấy là thân rồi. Và chỗ này được 13. 13, một người bê nhẹ nhàng rồi. Chiều cao từ mặt chậu lên là 74 phân. Rồi. Báo giá là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Tốt quá. Nay mai nó chín như những cây kia mới sướng. Hết rồi, hết rồi đúng không?
Rồi. Phía này là cây giờ tôi xin kết thúc cuốn video đầu tiên của anh Nguyễn Trường trong đợt này chúng ta chia sẻ. Đấy, để mời các bạn chúng ta tiếp tục đến với những cuốn sau.